Mở cửa ra. Ta kêu mở cửa ra có nghe không? Giỡn với ta sao? Cô đúng là tàn nhẫn. Mới về nhà có hai ngày đã muốn mưu sát chồng mình. Lên giường cho ta. Còn đáng chết. Buông ta ra. Cô đúng là đồ yêu nữ. Có chuyện gì vậy? Đuổi cô ta ra ngoài. Đuổi con yêu nữ đó ra ngoài cho ta. Yêu nữ nào? Nhu Nhu. Nhu Nhu. Thiếu gia. Cút ra ngoài. Ra ngoài đi. Cô nương, cô nương, sao cô lại mặc kệ ta, buông ta ra để ta chết đi. Cô nương, cô nương, Ngũ ca. Cha. Gì à? Chịu hết nổi rồi. Ta phải đi tìm tên đó. Tam ca, bây giờ không phải lúc hành động nông nổi. Chúng ta phải nghĩ cách nào chu toàn hơn. Nhu Nhu bị hắn ức hiếp như vậy còn chu toàn gì nữa. Tam ca, huynh đừng quên, đại ca còn nằm trong tay chúng. Nếu chúng ta làm bừa, đại ca phải làm sao? Phải đó, bọn chúng là quan thân quốc thích. Muốn đối phó với đại ca, vậy thì nguy rồi. Thôi được, chúng ta phải cứu đại ca trước, sau đó tính sổ với bọn chúng. Lão Tứ, để nói coi phải làm sao. Theo đệ thấy, trong chuyện này chúng ta là bên có lý. Như vậy chúng ta càng không thể làm bậy, ngược lại còn hại đại ca. Bọn chúng là hoàng thân quốc thích. Vậy chúng ta kiện lên phủ khai phong để bao đại nhân giải quyết. Nói rất có lý. Như vậy, cứu người như cứu quả. Tứ ca, làm phiền huynh tới phủ khai phong một chuyến. Huynh đi, còn mọi người thì sao? Bọn đệ còn phải có người tùy cơ ứng biến, chứ sợ bọn chúng là dở trò. Được, vậy bây giờ huynh đi liền. Đáng ghét, không thể nhẫn nhục được mà. Thiếu gia, Nhu Nhu cô nương này dám giỡn ngài như vậy. Tỷ phu của cô ta còn ở trong đại lao, ngài muốn xả giận không phải quá dễ dàng sao? Đúng. Người tới quyện nhà một chuyến. Ta muốn Lưu Phương đó phải chết. Nô tài đi ngay.
Cái gì? Lại giết nữa? Lý quản gia, như vậy không tốt lắm đâu. Đại lão gia, Lư Phương nửa đêm xông vào Tiêu Giao Dương phủ ám sát hoàng thân quốc thích vốn đã là tội tử. Ngài cứ làm theo đúng pháp luật là được, có gì không tốt chứ? Nhưng mà đại lão gia, Tiêu Giao Dương phủ nằm trên địa bàn của ngài, thì đương nhiên ngài phải bảo vệ quốc cửu gia. Bây giờ có kẻ phạm tội tài trời mà ngài không quản, chờ quốc cửu gia kiện lên tới hoàng thượng, ngài gánh tội nổi không? Chuyện này nặng lời rồi, nặng lời rồi. Lý quản gia, đại lão gia đương nhiên không thể bỏ mặc, làm phiền chuyển lời tới công tử. Đại lão gia của chúng tôi lập tức thăng đường xét xử ngay bây giờ, phán quyết ngay bây giờ, vậy mới được chứ. Đại lão gia, cáo từ. Không tiễn Hình sư gia. Sao ngươi lại có thể? Đại nhân, chúng ta ở dưới người ta, sao có thể không cúi đầu? Ngài không cần phải thấy có lỗi, dù sao thì ngài cũng không có tổn thất gì, ngài thấy đúng không? Thế lực độc ác hoành hành, dân chúng có khác gì cỏ rác? Làm quan như vậy thà không làm còn hơn. Lư Phương nghe xử. Người nửa đêm cầm dao xông vào Tiêu Giao Dương phủ, mưu sát quốc cửu, tội ác tài trời không thể tha thứ. Vì vậy, xử ngươi tử hình, giờ ngõ ngày mai hành hình. Không hay rồi. Có chuyện gì? Cô già bị đại lão già xử tội chết, giờ ngõ ngày mai là hành hình rồi đấy. Làm sao đây? Cha, Nghĩa Nhi, Nghĩa Nhi, Nghĩa Nhi, lão Ngũ, Nghĩa Nhi đâu? Chắc chắn là đi tìm đại ca, chúng ta theo đi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Làm gì đó? Con muốn gặp cha. Cha ngươi? Cha ngươi lại là Lư Phương. Lư Phương? Lư Phương không được vào thăm. Cho con gặp cha. Con muốn gặp cha. Nghĩa Nhi, Ngũ Thúc, bọn họ không cho gặp cha. Đã nói không được là không được. Ồn ào cái gì? Ta muốn gặp Lư Phương. Không được. Cướp ngục. Lão Ngũ, chuyện gì vậy? Đệ đang làm gì thế? Bọn chúng không cho chúng ta gặp đại ca, có lý nào như vậy? Để huynh dừng tay. Ngươi lại. Tại hạ Dương Đạo, quản ngục ở đây. Hay lắm, chúng tôi đang tìm người đây. Dừng tay. Tôn giả có phải là Xuyên Sơn Thử từ Tam Gia? Đúng thì sao? Nói vậy, hai vị đây chính là Hàn Nhị Gia và Bạch Ngũ Gia. Đúng vậy. Họ Dương kia, bớt nói nhảm đi. Chúng tôi muốn gặp đại ca. Rất xin lỗi, đại lão gia có lệnh, không ai được vào thăm Lư gia. Tại sao? Vì Lư gia là người trong giang hồ, đại lão gia sợ có người nhân cơ hội cướp ngục, cho nên không cho gặp. Ở đâu ra đạo lý này? Đại lão gia của các người đã phán tội chết cho đại ca chúng tôi, còn không cho gặp mặt, trên đời này còn công lý không? Nhị ca, không cần nói nhiều, hắn không cho gặp, chúng ta đánh vào là xong. Các vị, tại hạ làm việc theo lệnh, xin đừng làm khó tại hạ. Quản ngục, chúng tôi chỉ tới thăm người nhà, không phải cướp ngục. Xin ngài làm ơn thông cảm. Cô nương, ta không thể quyết định. Quản ngục, ngài coi đứa nhỏ này, Tiêu Giao Dương phủ hại nó mất mẹ rồi, bây giờ còn sắp mất cả cha. Ngài không thấy nó tội nghiệp sao? Ngài nhẫn tâm không cho cha con họ gặp nhau sao? Đại thúc, chắc ngài cũng có con cái,
Chẳng lẽ Ngài không có chút lòng trắc ẩn nào sao? Chuyện này, thật ra ta cũng kính trọng Lư Gia là một anh hùng. Được rồi, nếu các vị không làm khó tại hạ, giao nộp vũ khí thì có thể theo ta vào trong. Được. Mời. Cha. Cha. Nghĩa Nhi, tỷ phu, lão gia, đại ca. Sao mọi người lại vào đây? Bọn họ nói không cho vào thăm mà. Là quản ngục thông cảm cho vào. Lão Tứ đâu? Sao lão Tứ không tới đây? Lão Tứ đã lên đường tới Khai Phong Phủ kêu quan với Bao đại nhân. Không kịp nữa rồi. Ta đã... Đại ca, mọi người đã biết hết rồi. Đại ca, hay là chúng ta ra tay bây giờ? Quỳnh nói đi, đừng liên lụy tới quản ngục. Đại ca, đã là lúc nào rồi mà Quỳnh còn... Cha, cha không thể chết. Cha, cha không thể chết. Nghĩa Nhi, cha, đừng khóc, ngoan. Cha không sao đâu. Không sao. Nhưng bọn họ nói ngày mai sẽ giết cha mà. Cha, Nghĩa Nhi đã không còn mẹ rồi, không thể lại mất cha nữa. Nghĩa Nhi, đừng khóc. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Chúng ta nhất định sẽ cứu được cha con ra. Quản ngục, đại lão gia các ngươi là loại quan gì? Tại sao không biết đúng sai trắng đen đã xử tội đại ca ta? Đại ca của ta trong sạch, là bị quan. Ông ta không có mắt hay sao? Tứ gia, ngài nói như vậy, nếu để đại lão gia nghe được, ta không gánh nổi tội này đâu. Đại lão gia khốn kiếp gì chứ, rõ ràng là thứ cầm thú. Lão Tam, đừng làm khó quản ngục. Đại ca, đừng nói nữa. Các vị, ta có một cách này không chừng là được. Cách gì? Tiểu huynh đệ, qua đây. Cậu có muốn cứu cha không? Có, đương nhiên có. Nếu kêu cậu đi gặp đại lão gia, cậu dám không? Dám. Ông kêu nó đi đánh trống kêu quan. Không, dù bây giờ đánh trống kêu quan, đại lão gia cũng chưa chắc sẽ thăng đường đâu. Ta muốn nó đi kêu quan trước kiệu kìa. Quan uổng quá. Ai đang kêu quan? Bấm đại lão gia, một đứa nhỏ kêu quan. Kêu nó tới gần đây. Dạ. Tiểu huynh đệ, đại lão gia chúng tôi kêu ngươi lại gần nói chuyện. Lư Nghĩa khấu kiến đại lão gia. Người tên Lư Nghĩa. Dạ đúng, đại lão gia. Người có nổi quan gì? Đại lão gia, con không bị quan, mà cha con bị quan. Cha ngươi, cha ngươi tên gì? Cha con tên Lư Phương. Lư Phương, cha ngươi nửa đêm xông vào Tiêu gia phủ hành thích, có tội chứng rành rành, còn quan uổng gì nữa? Cha con không tới Tiêu Giao Dương phủ hành thích, mà tới để cứu dì con. Dì của con bị Lý công tử trong Tiêu Giao Dương phủ lừa gạt thành hôn, bọn họ còn giết mẹ con. Đại lão gia, cha con bị Lý công tử hãm hại, xin đại lão gia khai ân thả cha con ra. Đại lão gia, con cầu xin ngài, cầu xin ngài. Lư Nghĩa, vụ án của cha người đã phán quyết xong rồi, bổn quan không còn cách nào khác. Người trở về đi. Không, đại lão gia, cha con không thể chết, không thể chết được. Khởi kiệu.
Cút đi, đại lão gia. Đại lão gia. Đại lão gia. Đại lão gia, Nghĩa Nhi. Gì? Loại hôn quan này, người đứng lại cho ta. Lão Tam, làm gì thế? Lão Tam, không có ích gì đâu. Loại hôn quan này không thể bỏ qua. Đại ca còn ở trong tay chúng, bây giờ chúng ta về trước rồi hãy tính. Nhưng đi thôi. Thứ hôn quan đó, đồ cẩu quan. Cẩu quan. Nếu không ai ngăn cản ta thì ta một chùy này đánh bẹp được hắn rồi. Đủ rồi, để đừng nổi nóng nữa. Hắn chỉ là một quan viên nhỏ nhoi không có tiếng nói, gặp hoàng thân quốc thích như Tiêu Dao Dương Phủ, hắn làm được gì? Trên đời này còn công lý nữa không? Công lý? Đệ tưởng mọi người đều là Bao Thanh Thiên à? Được rồi, mọi người ở đây lảm nhảm làm gì? Chúng ta còn phải nghĩ cách ngày mai làm sao cứu đại ca. Nhị ca, quân đào địa đạo cứu đại ca ra được không? Địa đạo à? Không được. Tại sao? Sáng nay lúc vào thăm, ta đã quan sát đại lao, trên đất toàn là đá, không thể đào được. Được. Bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Cướp pháp trường. Cướp pháp trường. Lỡ như thất thủ thì không phải là hại đại ca sao? Vậy để nói phải làm sao? Không lẽ đi xin thánh chỉ xá tội cho đại ca? Vậy mới gọi là bảo đảm. Quỳnh tức giận có ích gì? Quỳnh biết là không thể làm được. Lão Tam nói cũng không phải là vô lý mà. Nhị ca, Quỳnh còn hùa theo nữa. Không phải hùa theo. Các đệ còn nhớ hoàng thượng đã ban cho chúng ta áo choàng anh hùng không? Đúng. Nếu đại ca mặc áo choàng anh hùng thì không ai có thể chém được. Ai dám chém tức là khi quân. Ngay cả Tiêu Dao Dương Phủ cũng không có cách nào. Đúng vậy. Nếu đã có áo choàng anh hùng, vậy các huynh đừng nói nhiều nữa, mau đem vào cho tỷ phu đi. Sao vậy? Sao không ai nói gì vậy? Áo choàng anh hùng đang ở Hãm Không Đảo, không có mang theo. Lưu Tính, bây giờ là giờ nào rồi? Giờ Dậu ba khắc. Giờ Dậu ba khắc. Cách giờ Ngọ ba khắc ngày mai còn tới 9 canh giờ. Các huynh tính thử coi, 9 canh giờ có đủ đi về Hãm Không Đảo không? Không được đâu. Từ đây tới Hãm Không Đảo đi rồi về, dù cưỡi ngựa cũng phải mất một ngày. Không. Huynh đang tính theo cân nặng của huynh thôi. Nếu như nhị ca, chắc là không cần lâu vậy đâu. Huynh... Đúng. Huynh nhẹ hơn, ngựa chạy nhanh hơn. Chỉ cần huynh chạy hết tốc lực, không chừng sẽ kịp. Vậy lỡ như không kịp, đệ với Tam ca ở đây nghĩ cách cướp pháp trường. Lỡ huynh không kịp, bọn đệ sẽ ra tay. Nếu đã quyết định vậy rồi thì mau khởi hành thôi. Đại lão gia, ngài còn chưa ngủ sao? Ta không ngủ được. Đại lão gia, ngài muốn từ quan. Làm quan mà phải trái lương tâm, thà rằng không làm. Ta muốn từ quan, về cố hương cày ruộng, ít ra còn được yên tâm. Đại lão gia, ngài đi như vậy là có ý muốn làm mất mặt Tiêu Dao Dương Phủ rồi. Thế nào? Ta không có tự do để từ quan nữa sao? Đại lão gia, ngài không thể nói vậy. Ngài không chọn lúc khác mà lại đòi từ quan ngay trong đêm, trước khi xử trảm Lư Phương, tức là có ý đối nghịch với Lý công tử. Vậy thì đã sao?
Ta từ quan tới hoàng thượng còn không quan tâm. Lý Ngọc Hầu, hắn có thể làm gì? Đại lão gia, có người Lý công tử này là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn một lòng muốn xử trảm Lư Phương, mà ngài lại làm trái ý hắn, từ quan bỏ chạy. Rồi sau này hắn sẽ không tha cho ngài đâu. Hình sư gia, ý ngươi là hắn sẽ quay lại để đối phó ta? Đại lão gia, chuyện này ngài có dám đánh cược không? Lỡ mà thua thì sẽ rước họa sát thân đấy. Rồi đừng nói chỉ có ngài, sợ là vợ con ngài cũng không thoát được. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đại ca, đại ca, để tới cứu huynh. Đại ca. Tam ca, tam ca, có chuyện gì? Dì à, nhị thúc có về kịp cứu cha con không? Có, chắc chắn sẽ kịp. Nhưng hãm không đảo rất xa, con rất lo. Lỡ như nhị thúc không về kịp thì phải làm sao? Yên tâm đi, nhị thúc không về kịp thì còn tam thúc, ngũ thúc, tất cả mọi người đều có bản lĩnh, chắc chắn sẽ cứu được cha con. Nhưng nếu bọn họ cũng thất thủ thì cha sẽ chết, đúng không? Không có đâu, ông trời sẽ không nhẫn tâm như vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa, con yên tâm ngủ đi. Coi kìa, mắt đỏ hết rồi. Dì à, con không dám ngủ, con sợ ngủ dậy rồi cha không còn nữa. Không có đâu, con cứ yên tâm. Có chuyện gì ta sẽ gọi con dậy. Thật không? Dì không gạt con chứ? Yên tâm, ta không gạt con. Yên tâm mà ngủ đi. Ai đó? Là tôi. Sao giờ này còn không ngủ? Lòng tôi như có một tảng đá lớn chặn lại, không thể ngủ được. Nói cũng phải, ngũ ca, huynh cũng lo lắng phải không? Ngày mai huynh không nắm chắc phần thắng đúng không? Ngũ ca, huynh nói gì đi. Ngày mai tỷ phu sống hay chết đều dựa vào các huynh. Không phải huynh lúc nào cũng chắc chắn về võ công của mình sao? Tại sao bây giờ? Nhu Nhu, muội nghe ta nói, đừng kích động. Vì chuyện này ta quan tâm nên lòng mới bất an. Nếu ngày mai đi cứu người khác thì không có gì để lo lắng. Nhưng người cần cứu là đại ca mà ta kính yêu nhất, cho nên mới suy nghĩ rất nhiều về những việc có thể xảy ra. Ta sợ mình thất thủ, sợ đại ca mất mạng, sợ có lỗi với Nghĩa Nhi. Ta chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Tại sao?
Tại sao mọi bất công trên đời đều đổ lên đầu người tốt? Tại sao trên đời này không có thêm nhiều báo thanh thiên chứ? Ai đó? Làm phiền thông báo Tưởng Bình Hãm Công Đảo có chuyện khẩn, xin cầu kiến Bao đại nhân. Chờ đó. Khải bẩm đại nhân, Tưởng Bình Hãm Không Đảo cầu kiến. Mời vào. Dạ. Tưởng Bình khấu kiến Bao đại nhân. Mời đứng lên. Tạ ơn đại nhân. Nửa đêm cầu kiến bổn phụ, có chuyện gì không? Bẩm đại gia, nghĩa huynh của ta Lưu Phương bị Tiêu Giao Dương phủ ở Lạc Dương du quan, nay nó bị cống vào đại lao. Xin đại nhân minh quan cho nghĩa huynh ta Tiêu Giao Dương phủ. Người nói vụ du quan cho Lưu Phương là Tiêu Giao Dương phủ Lý Quốc Cửu. Đúng, kẻ đó là con trai của Quốc Cửu tên Lý Ngọc Hầu. Lý Ngọc Hầu, hắn du quan nghĩa huynh Lưu Phương của ngươi tội gì? Bẩm đại nhân, chuyện là như thế này. Đã canh bốn rồi, tại sao đêm nay lại qua nhanh vậy? Đây là cuộc đời. Thứ ta thích thì không giữ được, thứ ta ghét thì cứ mãi đeo bám như hình với bóng. Bây giờ thời gian cũng đối nghịch với ta. Ngũ ca, ta rất lạnh. Ta thấy tim mình đang rung lên. Không phải lạnh, mà là sợ. Đã khuya rồi, muội về phòng đi. Không, ta không muốn về. Tại sao? Ta sợ gặp Nghĩa Nhi. Ta sợ nhìn thấy gương mặt vô tội và tuyệt vọng của nó. Chuyện của tỷ phu cũng là do ta mà ra. Ta có lỗi với Nghĩa Nhi rất nhiều, cho nên ta không dám đối diện với nó. Muội không cần tự trách. Chuyện này không phải do muội sai. Sao lại không phải? Nếu ta không đồng ý gả cho Lý Ngọc Hầu, tỷ tỷ sẽ không chết, tỷ phu cũng không đi tới bước đường này. Lúc đầu ta nghĩ rằng ta lấy hắn thì sẽ cứu được cha. Kết quả là cha vẫn phải chết, bản thân còn bị sỉ nhục. Ta đúng là rất đáng chết. Ngũ ca, huynh thực sự không nên cứu ta. Huynh không biết bây giờ gánh nặng trong lòng của ta lớn thế nào đâu. Muội đừng nghĩ vậy. Kẻ đáng chết là Lý Ngọc Hầu, không phải muội. Rồi chúng ta sẽ tính sổ với hắn. Không, đừng gây thêm chuyện nữa. Bọn chúng là hoàng thân quốc thích, các huynh đấu không lại đâu. Hoàng thân quốc thích thì sao? Nếu đại ca có gì bất trắc, luật trời ta cũng dám đối nghịch. Sao lại có lý đó? Lý Ngọc Hầu này đúng là ỷ thế ép người quá đáng. Bẩm đại nhân, quyền lệnh Lạc Dương chỉ là quan nhỏ, không dám làm trái ý Tiêu Giao Dương phủ. Bây giờ người có thể cứu nghĩa huynh chỉ còn đại nhân thôi. Tưởng tráng sĩ, người đem theo công văn của bổn phủ về Lạc Dương đưa cho Đặng Tri Quyện. Vụ án Lưu Phương nửa đêm xông vào Tiêu Giao Dương phủ tạm dừng xử quyết, chờ bổn phủ xử lý chuyện trong phủ, sẽ lập tức cùng triển hộ vệ tới đó điều tra lại rõ ràng rồi mới định đoạt. Thảo dân đa tạ Bao đại nhân. Bây giờ
Chắc Dĩ Ca đã về tới hãm không đạo. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Thuốc đâu? Tiện nhân. Tướng công, ngươi làm gì hả? Tướng công đừng mà. Tướng công đừng mà. Ngươi nói đi, tại sao ngươi làm vậy? Thiếp không dám nữa. Tướng công, chàng tha cho thiếp. Tha cho ngươi. Đồ tiện nhân. Tỉnh rồi kìa. Tỉnh rồi. Là giờ nào rồi? Ta hỏi ngươi bây giờ là lúc nào? Mới qua giờ dần, tới giờ mão rồi. Xong đời rồi. Đại ca, đại ca. Đại ca, đại ca. Cứ như vậy là xong rồi sao? Lão Tứ, Nhị ca. Lão Tứ, Nhị ca, Quynh sao vậy? Sao lại ở đây? Đừng nói nữa, mau lên. Về hãm không đạo lấy áo choàng anh hùng. Áo choàng anh hùng, dùng nó làm gì? Đại ca, giờ Ngọ Ba Khắc sẽ bị chém đầu. Bây giờ chỉ có áo choàng anh hùng mới cứu được. Mau lên đi, giờ Ngọ Ba Khắc. Nhị ca, Quynh giỡn à? Hãm không đảo còn xa lắm. Dù có lấy được áo choàng anh hùng cũng không thể về trước giờ Ngọ Ba Khắc đâu. Vậy là xong rồi. Đại ca bây giờ lãnh ít giữ nhiều. Không có đâu. Để có công văn của Bao đại nhân rồi, nhất định sẽ cứu được đại ca. Nào xem đi. Trên này viết gì? Viết là vụ án đại ca nửa đêm xông vào Tiêu Giao Dương phủ hành thích Quốc Cửu, tạm dừng xét xử. Bao đại nhân sẽ đích thân tới để điều tra lại cho rõ ràng. Sao hả? Đại ca được cứu rồi chứ? Cứu gì mà cứu? Tên Lý Ngọc Hầu này là hoàng thân quốc thích, hắn mà không chịu nghe Bao đại nhân thì không phải là vô dụng sao? Nói vậy vẫn phải có áo choàng anh hùng mới được. Nói nhảm, áo choàng anh hùng là của hoàng thượng ban cho, giống kim bài miễn tử, để hiểu không? Vậy cũng không sao, để mang theo một cái áo choàng anh hùng đây nè. Quỳnh coi. Sao để đem theo sẵn vậy? Quỳnh quên à, năm đó hoàng thượng ban cho chúng ta mỗi người một cái, để cứ nghĩ thứ này không có tác dụng gì hết, muốn đem nó đi cầm lấy tiền. Không ngờ bây giờ lại có thể cứu mạng đại ca. Đừng nói nữa, đi mau. Đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu ta với.
phu nhân sao lại bị trói như vậy? Mau lên, mau đưa ta đi gặp lão Dương gia. Dạ. Súc sinh, không ngờ dám giấu ta làm ra chuyện như vậy. Bây giờ nó đang ở đâu? Đã dẫn Lý Thớt với Dương tướng quân tới huyện nha rồi. Mời. Hạ quan tham kiến công tử. Không cần đa lễ. Tạ ơn công tử. Tri huyện Lạc Dương. Có. Ngươi có biết bổn công tử tới đây làm gì không? Hạ quan ngu muội, xin công tử nói rõ. Ta hỏi ngươi, tên Lưu Phương đó sẽ bị hành hình vào giờ ngọ ba khắc hôm nay có phải không? Dạ đúng. Ngươi sẽ có mặt chứ? Dạ đúng. Vậy ta cũng đi. Chuyện này thế nào? Không được sao? Đương nhiên là được. Vậy thì tốt. Ta cho ngươi biết, bổn công tử sống tới tuổi này vẫn chưa từng thấy người ta bị chém đầu. Một hồi nữa ngươi phải biểu diễn cho ta mở rộng tầm mắt. Hạ quan tuân lệnh. Ngươi có vẻ không đồng ý lắm. Bẩm công tử, tử tù Lưu Phương là người trong giang hồ, hôm nay xử trảm, pháp trường chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Vì an toàn của công tử, ta thấy người nói sẽ có người tới cướp pháp trường à? Công tử, xử trảm Lưu Phương, tứ tử hãm không đảo chắc chắn không chịu ngồi yên. Cướp pháp trường là chuyện đã lường trước. Lỡ như công tử bị thương, hạ quan sẽ không gánh tội nổi. Chuyện này ngươi không cần lo. Bốn công tử có Dương tướng quân cùng các thuộc hạ bảo vệ. Còn bốn con chuột đó không tới thì thôi. Nếu dám tới thì đừng mong trở về. Nhị gia còn chưa về. Giờ nào rồi? Giờ ngọ. Đi thôi. Ngũ ca, chúng tôi cũng đi. Chúng tôi đi cướp pháp trường. Hai người theo làm gì? Ta chỉ sợ lỡ như Nghĩa Nhi cũng phải có mặt chứ. Tam ca, Nhu Nhu nói đúng. Hơn nữa nếu hai người họ xuất hiện, bọn quan lại kia cũng giảm bớt cảnh giác. Chúng ta ra tay cũng thuận tiện hơn. Được rồi, vậy thì cùng đi. Ông thu dọn đồ đạc. Một khi xảy ra chuyện thì chỗ này không ở được nữa. Đi thôi. Ôi ngựa của ta. Ngựa của ta. Lưu gia, không ngờ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Chỉ trách ta thường ngày không quản tới chuyện của các ngươi. Thôi đi, đừng khóc nữa. Mau đi tìm đại phu chữa trị vết thương. Đừng để người hầu chê cười. Cha, chỉ vậy thôi sao? Chuyện tới nước này con có thể làm gì chứ? Cha, con bị thương như thế này mà cha không nói được một lời công bằng nào sao?
Chuyện vợ chồng mâu thuẫn với nhau là bình thường. Ta làm cha chồng lẽ nào còn phải nhúng tay vào sao? Ta cũng đã lớn tuổi rồi, còn phải nhọc lòng những việc này sao? Cha, mâu thuẫn thì cũng không thể đánh con như đánh trộm vậy chứ. Con cũng biết tính nó từ trước rồi, con chọc giận nó làm gì? Hơn nữa Ngọc Hầu cũng đâu phải là người không biết nói lý. Nhất định là con làm gì không đúng nên nó mới nổi giận. Cha, cha nói vậy là không công bằng. Được rồi, con trai của nó chết, nó không vui, con không thể nhường nó một chút sao? Nhưng mà lẽ nào đó không phải là con của con? Tướng công có thể giận, tại sao con lại phải nhẫn nhục chịu đựng? Người tới đây để hỏi tội ta sao? Con không dám, ta thách người dám. Người nghe cho rõ đây, Ngọc Hầu từ nhỏ là do ta dạy dỗ. Dù nó có làm sai, cũng chỉ có ta mới được đánh được mắng. Người ngoài không được nói gì về nó. Người lớn tuổi hơn nó, còn là vợ của nó. Có thể nhường được thì nhường, không nhường được thì cút ra khỏi phủ. Được, chuyện này coi như con đáng đời. Nhưng tướng công ỷ thế ép người, cưỡng ép dân nữ, vu tội cho người khác, bây giờ còn lấy việc công báo thù riêng làm hại mạng người. Cha, lẽ nào cha không quản sao? Ta cũng từng nghĩ rồi, bọn chúng hại cháu của ta chết thì phải đền mạng. Ngọc Hầu làm vậy không có gì sai, nhưng quốc có quốc pháp. Lưu Phương nửa đêm xông vào Tiêu Gia phủ thì đã phạm pháp rồi. Nếu luận theo quốc pháp, hắn cũng đáng chết. Cha, Lưu Phương nửa đêm xông vào Tiêu Gia phủ chỉ là để cứu em vợ của mình thôi. Ta không cần biết. Ta là quốc cửu, an toàn của ta quan trọng hơn tất cả. Nếu có kẻ dám xông vào Tiêu Giao Dương phủ thì phải trị tội chết. Cha, như vậy là quá sức vô lý. Cấm miệng. Người không hại ta, ta không hại người. Người dám hại ta, đem đầu tới gặp. Giờ ngọ ba khắc tới. Người đâu? Dạ. Giải phạm nhân lên. Dạ. Giải phạm nhân lên. Cha, Nghĩa Nhi, đi. Cha,
quỳ xuống. Phạm nhân đã giải tới. Kẻ đang quỳ có phải Lư Phương không? Đúng vậy. Người còn gì để nói? Các người là quan bao che cho nhau, xử ta tội chết, ta không phục. Nói bậy. Hành hình. Dạ. Trảm. Dì ơi, dừng tay. Đao hạ lưu nhân. Thảo dân Hàn Chương, tướng binh khấu kiến đại lão gia. To gan. Hai người dám xông vào pháp trường ngăn cản hành hình, đây là tội gì? Khải bẩm đại nhân, bao đại nhân khai phong phủ lệnh cho Thảo dân đem công văn tới, mời đại nhân đọc qua. Trình lên đây. Người đâu? Có. Đem Lư Phương giải về đại lao. Dạ. Khoan đã. Công tử Đặng Tri Quyện, tại sao không hành hình? Bẩm công tử, bao đại nhân lệnh cho hạ quan tạm dừng vụ án Lư Phương, chờ bao đại nhân đích thân tới điều tra rõ ràng rồi mới định đoạt, cho nên hạ quan chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Vụ án Lư Phương liên quan tới Tiêu Giao Dương phủ ta, có hành hình hay không phải do Tiêu Giao Dương phủ quyết định. Liên quan về tới phủ Khai Phong, tiếp tục hành hình. Công tử, huyện Lạc Dương trực thuộc phủ Khai Phong, nay bao đại nhân có lệnh, hạ quan không dám không nghe. Đặng Tri Quyện, vậy ta hỏi người, phủ Khai Phong lớn hay là Tiêu Giao Dương phủ lớn hơn? Đương nhiên là Tiêu Giao Dương phủ lớn hơn. Nếu Tiêu Giao Dương phủ lớn hơn, bổn công tử nói chẳng lẽ người dám không nghe? Hạ quan không dám. Không dám là tốt. Tiếp tục hành hình. Hành hình. Khoan đã. Người lại muốn gì nữa? Lý công tử, Thảo dân muốn hỏi Tiêu Giao Dương phủ có lớn hơn đương kim hoàng thượng không? Người nói vậy là ý gì? Đây lão choàng anh hùng do thánh thượng ngự ban. Vậy thì sao? Ai dám giết người tức là phạm tội khi quân. Công tử, Lư Phương đã có áo choàng anh hùng ngự ban, hạ quan không dám kháng chỉ khi quân. Hạ quan cáo lui. Đại ca. Cha, đại ca. Lão gia, Nghĩa Nhi. Cha, lão gia. Lư Tĩnh. Lư Tĩnh. Lư Phương, ngươi tưởng bổn công tử dễ dàng tha cho ngươi vậy sao? Ngươi sai rồi. Lý Ngọc Hầu, Lư Phương ta có thù gì với ngươi? Ngươi và ta không có thù oán, nhưng Mẫn Tử Khiêm hại chết con ta, còn ngươi là con rể của ông ta, trong tay ngươi chính là cháu ngoại của ông ta, Nhu Nhu là con gái ông ta. Các ngươi phải chuộc tội thay ông ta, đều phải đền mạng cho con trai ta. Ta muốn Mẫn Tử Khiêm có làm ma cũng phải hối hận. Hối hận ngày đó không lập tức tới chữa bệnh cho con trai ta.
Lý Ngọc Hầu, người giết cha ta và tỷ tỷ ta, con quỷ đi trong sạch của ta, như vậy chưa đủ sao? Tại sao ngươi còn muốn dồn chúng ta tới đường cùng? Không đủ. Lý Ngọc Hầu, ta không ức hiếp người khác, nhưng nếu kẻ nào có lỗi với ta thì kẻ đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Dương Mạnh, có. Giết bọn chúng. Dạ. Bắn tên. Dạ. Nghĩa Nhi, Nghĩa Nhi, Nghĩa Nhi, Lý Ngọc Hầu, ta liều mạng với ngươi. Đi. Buông ta ra, buông ta ra. Người tới đúng lúc lắm, dừng tay. Ai dám tiến tới, ta sẽ giết bọn chúng. Cha, Nghĩa Nhi, Dương Mạnh, giữ bọn chúng. Dạ. Con trai ta bị thương, người thả nó ra. Không bao giờ. Cha, Lý Ngọc Hầu, người có còn nhân tính hay không? Lúc trước con trai ta bệnh, các ngươi có nhân tính không? Bây giờ ta cũng sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị đó. Ta sẽ cho nó chảy sạch máu rồi chết. Chúng ta đi. Dạ, đi. Lý Ngọc Hầu, thả con ta ra. Các ngươi còn dám đi theo, ta sẽ giết nó ngay bây giờ. Lý Ngọc Hầu. Đại ca. Đại lão gia, ông để bọn chúng bắt người như vậy sao mà không can thiệp à? Ta, bọn họ, các người giết người trước, đại lão gia làm được gì chứ? Ngươi, Tam ca, bỏ đi. Tam ca, sao ngươi lại làm vậy chứ? Nếu đại lão già không làm được gì, vậy đại lão già cứ coi như không thấy gì hết là xong. Lão Ngũ, đừng nói nhiều với họ. Chúng ta đi. Các ngươi đi đâu? Tiểu giáo dân phủ, không được. Các ngươi không được làm kinh động quốc cửu. Chuyện tới nước này, dù là có trời, ta cũng sẽ đánh sập xuống. Đi. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Khải bẩm đại lão già, bao đại nhân tới. Tri chức huyện Lĩnh Lạc Dương Đặng Bình tham kiến đại nhân. Tri huyện miễn lễ, tạ ơn bao đại nhân. Tri huyện đã nhận được công văn của bốn phủ chưa? Tri chức đã nhận. Nếu như vậy, Lưu Phương bây giờ ở đâu? Lên! Đại ca, để đi tìm Nghĩa Nhi. Lý Ngọc Hầu, trả con lại cho ta. Lý Ngọc Hầu, trả con lại cho ta. Các người dám đuổi tới đây. Lưu Phương, ngươi nên biết rõ, xông vào Dương phủ sẽ chịu tội chết. Ngươi muốn bọn chúng cùng chết với mình sao? Họ Lý kia, bớt nói nhảm, mau trả người cho chúng ta. Nếu không, tất cả hậu quả ngươi sẽ gánh chịu. Ngươi đe dọa ta. Được thôi, để ta coi thử các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Ta không tin người đang ở trong tay ta mà các ngươi dám làm bừa. Lý Ngọc Hầu, ngươi muốn sao thì mới chịu thả ngươi. Vậy thì phải coi thái độ của ngươi có làm ta hài lòng không. Nếu ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ suy nghĩ. Còn nếu không thể, thì ngươi chờ nhận xác con trai ngươi với Nhu Nhu đi. Ngươi muốn thái độ gì đây? Đơn giản, ta muốn ngươi buông vũ khí, quỳ xuống, lại ta nhận sai.
Đại ca, thế nào? Đại ca, đừng nghe lời hắn. Ta không thể để Nghĩa Nhi chết. Ta không thể có lỗi với đại tẩu đệ. Đại ca, đại ca, mau lại đi. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Lại đi. Ta không nhịn được nữa rồi. Nói mau, Lý Ngọc Hầu giam người ở đâu? Ta không biết. Cô không muốn sống nữa à? Được, ta nói. Bên đó có một cái hầm. Đi, mau dẫn ta đi. Mau lên. Đi. Đi. Ngũ ca, Ngũ Thúc, Ngũ ca, mau đi thôi. Nhị đệ, đi. Đại ca, đuổi theo. Chuyển hộ vệ đi bảo vệ Dương gia và Lý công tử. Đừng chạy, trả con lại cho ta. Lý Ngọc Hầu, chặn hắn lại. Lý Ngọc Hầu, trả con lại cho ta. Lý Ngọc Hầu, ngươi đừng qua đây. Cha, người giấu Nghĩa Nhi và Nhu Nhu ở đâu? Cha, có chuyện gì vậy? Người muốn làm gì? Ngọc Hầu, Ngọc Hầu, con sao rồi? Người đâu? Ngọc Hầu, tướng công, tướng công, người đâu? Tướng công, Ngọc Hầu, đi. Ngọc Hầu, Ngọc Hầu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tướng công, mau đi tìm Nhu Nhu với Nghĩa Nhi, mau lên. Coi các ngươi làm gì đây? Đại ca, Nghĩa Nhi sao rồi? Cha, con không sao. Mua để cầm máu cho nó, không sao rồi. Không sao là tốt. Tạ ơn trời đất. Đứa nhỏ không sao, nhưng huynh thì có chuyện. Triển hộ vệ, cậu nói gì vậy?
Bẩm đại nhân, Lưu Phương đã giết Lý Công Tử. Dương Triều Mã Hán Trương Long Triều Hổ có bắt lại. Dạ, chờ chút. Bao đại nhân, chuyện này là do Lý Ngọc Hầu ỷ thế ép người, hắn có lỗi trước, không thể trách đại ca của ta. Ai vô lý ai có lý, về phủ khai phong trước rồi nói. Bắt lại. Dạ, ai dám. Lùi xuống. Đại ca, lùi xuống. Bao đại nhân, ta tin tưởng ngài, ta đi với ngài. Nhi thần khấu kiến mẫu hậu. Đứng lên đi. Tạ ơn mẫu hậu. Tiêu Dao Dương Lý Thế Sương khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi, không cần lễ bái làm gì. Thái hậu không thể bỏ qua lễ nghi. Không thể bỏ qua lễ nghi gì chứ. Quốc cửu gia vốn là lên điện không cần quỳ, rời điện không cần lại. Tới chỗ của ai gia thì càng không cần để ý lễ nghi nữa. Mẫu hậu nói phải. Quốc cửu, mời đứng dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Mẫu hậu vội triệu kiến như thần vào cung, không biết có gì chỉ dạy. Hoàng nhi, còn có nhớ quốc cửu có một đứa con độc nhất tên là Lý Ngọc Hầu không? Như thần còn nhớ, không biết vì sao mẫu hậu lại nhắc tới. Bị người ta giết rồi. Mẫu hậu, là kẻ nào đã giết đệ ấy? Chính là Lưu Phương, thủ lĩnh của Ngũ Thử Hãm Không Đảo. Chính là hắn. Hoàng cửu đừng quá đau thương, trẫm lập tức hạ lệnh cho Bao Chưởng phủ khai phong truy nã Lưu Phương. Không cần đâu, Bao Chưởng đã truy bắt Lưu Phương tới phủ khai phong rồi. Nếu đã như vậy, trẫm hạ lệnh Bao Chưởng lập tức thăng đường xét xử, tra rõ vụ án, trừng trị theo luật. Khoan đã, ai gia chưa nói xong. Dạ, mẫu hậu cứ nói. Hoàng nhi, đám người Lưu Phương xông vào Tiêu Dao Dương phủ, giết tiểu Dương gia, đã phạm tội tày trời. Theo ý ai gia, vụ này không cần xét xử nữa. Còn cứ hạ lệnh cho Bao Chưởng lập tức xử trảm Lưu Phương. Nhưng thế nào, con còn do dự điều gì? Khải bẩm mẫu hậu, như thần cho rằng Lưu Phương giết hoàng biểu đệ là không nên, nhưng nên tra rõ động cơ giết người mới phải. Nếu như chưa tra rõ đã xử tử hắn, như thần e rằng là không hợp lý, cũng không bịt miệng đám đông. Con là quân vương một nước, muốn xử tử một bạo dân thì có cần phiền phức tới vậy không? Con phải biết, nhà của ai gia ít người, Ngọc Hầu chết, Lý gia đã tuyệt hậu, đây không phải là chuyện nhỏ. Mẫu hậu, chẳng phải hoàng biểu đệ còn có con trai sao? Vấn đề chính là ở đây. Con trai Ngọc Hầu bị bệnh nguy kịch, bị nhạc phụ Lưu Phương chậm trễ cứu chữa nên chết. Con nói một nhà như vậy, chúng ta có thể nói lý lẽ với họ sao? Hoàng thượng, Ngọc Hầu chết oan uổng, xin hoàng thượng làm chủ cho đứa con đáng thương của hoàng cửu. Hoàng thượng, nội thị có nô tài lập tức truyền Bao Chưởng vào cung. Tuân chỉ. Thần Bao Chưởng kiến giá. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bao Khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Bao Khanh, trẫm nghe nói Lưu Phương thủ lĩnh của Ngũ Thử Hãm Không Đảo giết tiểu Dương gia Lý Ngọc Hầu trong Tiêu Dao phủ Lạc Dương, có chuyện này không?
Bẩm hoàng thượng, quả thật là có chuyện này. Bây giờ Lưu Phương đang bị nhốt trong đại lao phủ Khai Phong à? Dạ. Khanh đã thăng đường thẩm vấn chưa? Bẩm hoàng thượng, Di thần vừa từ Lạc Dương về, chưa kịp khai đường thẩm vấn. Nếu đã như vậy, không cần thẩm vấn nữa. Ý của hoàng thượng là, ý của trẫm là, Lưu Phương tập hợp người xông vào Tiêu Giao Dương phủ, giết hại tiểu Dương gia Lý Ngọc Hầu, tội không thể tha. Mau chóng xử tử hắn đi. Khải tấu hoàng thượng, Lưu Phương giết người là vì bất đắc dĩ, thứ lỗi Di thần không thể xử tử hắn. Giết người phải chết, giết hoàng thân quốc thích càng là tội đáng muôn chết. Tại sao không thể xử tử hắn? Khải tấu hoàng thượng, Lưu Phương giết người tất nhiên không đúng, nhưng suy xét đầu đuôi vụ án, lỗi là do tiểu Dương gia có cầu quan ép dân phản, chính vì vậy Lưu Phương mới bị ép giết người. Hoàng thượng xin minh giám. Bao Khanh, Khanh nói câu này rõ ràng là thiên vị. Bẩm hoàng thượng, Di thần trước nay công chính, quyết không thiên vị. Vậy trẫm hỏi Khanh, con trai tiểu Dương gia chết như thế nào? Bẩm hoàng thượng, tiểu Dương Tôn chết là vì cứu chữa chậm trễ mới dẫn đến cái chết. Là ai chậm trễ? Không phải là nhà phụ Lưu Phương sao? Không, là tiểu Dương gia. Chỉ vì tiểu Dương gia cố chấp muốn Mẫn Tử Khiêm nhà phụ Lưu Phương tới Tiêu Giao Dương phủ chữa cho tiểu Dương Tôn. Khi đó Mẫn Tử Khiêm có bệnh nhân sắp chết, không thể rời đi, vì vậy mới chậm trễ, từ đó đã kết thù. Hóa ra là có ẩn tình như vậy. Nếu nói như vậy, lời hoàng cửu nói còn có khúc mắc. Khải tấu hoàng thượng, dù Lưu Phương giết người còn nhiều quẩn khúc, nếu như đường đột luận đúng sai, e sẽ thiếu công bằng. Di thần cho rằng cần khai đường thẩm vấn, xem xét phán xử thì mới phải. Nhưng vụ này đã kinh động Thái hậu. Thái hậu nổi giận, giáng chỉ quyết phải giết chết Lưu Phương. Nếu trẫm chấp nhận cho Khanh thăng đường thẩm vấn, vậy chẳng phải làm trái ý Thái hậu, mang tội bất hiếu sao? Bao Khanh, nhà mẹ Thái hậu chỉ có tiểu Dương gia tiếp nối hương quả. Nay Lưu Phương giết chết tiểu Dương gia, khiến cho Lý gia tuyệt hậu, chuyện này nghiêm trọng, khó lòng giải quyết. Hiện nay Thái hậu tuổi đã cao, phụng thể bất an. Nếu vì việc này mà mẹ con bất hòa hoặc có bất trắc, trẫm dù dạng chết cũng khó hết tội. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, trẫm cảm thấy Lưu Phương giết người tội ác tày trời, nói sao cũng khó thoát cái chết. Bao Khanh gia, đừng gây thêm rắc rối, cứ làm theo ý Thái hậu đi. Khải tấu hoàng thượng, Di thần cho rằng quốc pháp không phải vũ khí của riêng hoàng gia. Lưu Phương dù có đáng chết, cũng cần phải cho hắn cơ hội biện bạch, bảo chứng. Trẫm là quân vương một nước, xử quyết một phạm nhân, lẽ nào còn cần Khanh ân chuẩn sao? Di thần không dám. Chuyện này không cần nói nữa. Giờ ngọ ba khắc ngày mai, xử trảm Lưu Phương. Nếu còn dám kháng chỉ, xách đầu tới gặp trẫm. Thần tuân chỉ. Giờ ngọ ngày mai, bao đại nhân, chúng tôi không phục. Đây là ý của Thái hậu, cả hoàng thượng cũng không dám làm trái. Bổn phủ còn có thể làm gì? Đại ca ta vì tin tưởng ngài mới tự nguyện chịu trói theo ngài về phủ Khai Phong. Không ngờ ngài cũng như tri huyện Lạc Dương, cúi đầu trước quyền thế, bán đứng đại ca ta. Im miệng, không được vô lễ với bao đại nhân. Ông nói gì chứ?
Lẽ nào lão ngũ nói sai sao? Đúng đó. Chúng tôi cứ tưởng Bao đại nhân sẽ kêu quan cho đại ca ta, nhưng không ngờ ngựa có lớn cũng không bằng lạc đà. Ta thấy đại ca hết cứu rồi. Không cần nói nữa lão tứ, cả phủ Khai Phong cũng không nói lý lẽ. Chúng ta cũng không cần lo nghĩ tới đại nghĩa gì nữa. Ngày mai ai dám chém đại ca ta, ta sẽ liều chết với hắn. To gan, có Triển Chiêu ở đây, các ngươi đừng hòng làm càn. Triển Chiêu, huynh đúng là chó săn, á vua nịnh bợ. Rốt cuộc huynh còn biết phân đúng sai không? Đại ca ta đáng chết sao? Bạch Ngọc Đường, lẽ nào huynh không nhìn ra Bao đại nhân đã cố hết sức rồi? Phải rồi, đừng nói nữa. Các vị đừng nóng vội. Giờ này tới ngày mai còn một ngày. Bây giờ đang tìm cách giúp Lư Phương có cơ hội được xét xử công bằng. Nếu không, Lư Phương quyết không thể tránh lưỡi đao của phủ Khai Phong. Cái bấm đại nhân, Thường Công Công tới. Bao đại nhân, Thường Công Công tới có việc gì? Nô tài phụng lệnh Thái Hậu tuyên Bao đại nhân vào cung. Thần Bao Chuẩn kiến giá Thái Hậu Thiên Tuế, Dương gia Thiên Tuế. Bao Chuẩn bình thân tạ ơn Thái Hậu. Bao Khanh, chuyện của Lư Phương hoàng thượng đã giáng chỉ cho Khanh rồi chứ? Dạ phải Thái Hậu. Tốt lắm. Dương gia Tiêu Dao ở đây có việc dặn dò Khanh, Khanh cứ nghe ông ấy nói. Thần tuân chỉ. Mời Dương gia dặn dò. Bao Chuẩn, giờ ngọ ba khắc ngày mai hành hình, bổn vương muốn đi phủ Khai Phong xem trảm Lư Phương. Dương gia, tại sao phải như vậy? Vì bổn vương không thấy Lư Phương đầu rơi xuống đất, khó mà hả nổi hận trong lòng. Dương gia, Lư Phương chưa bị định tội, giờ ngọ ba khắc ngày mai chưa chắc sẽ chết. Bao Chuẩn, Bao Chuẩn to gan, thần dám làm trái ý ai gia? Thần không dám. Thần có lời khải tấu. Có gì Khanh nói đi. Cải bẩm Thái Hậu, vụ Lư Phương giết người chưa định tội, trong đó còn có quan tình. Nếu không khai đường thẩm vấn mà đã giết y, trong lòng di thần không phục. Bao Chuẩn, Lư Phương giết người của hoàng gia, dù Khanh phục hay không, ai già cũng quyết xử trảm hắn. Thần to gan hỏi Thái Hậu, điều luật nhà Tống có tội không hỏi mà trị không? Không có. Nếu đã không có, Thái Hậu dựa vào đâu cố chấp mà giết Lư Phương? Bao Chuẩn to gan, Khanh đúng là ngày càng to gan. Dám tranh cãi với ai gia sao? Bao Chuẩn không dám. Trong lòng Bao Chuẩn chỉ có hai chữ chính nghĩa. Ở trước chính nghĩa, Bao Chuẩn thà chết không phục, chết không sợ hãi. Giỏi cho Bao Chuẩn nhân nghĩa. Ai gia không tin là Khanh không sợ chết. Nếu Bao Chuẩn sợ chết thì năm xưa đã không đón Thái Hậu từ Miếu Thiên Tế về triều. Khanh, ngày mai xử trảm Lư Phương, không cần Khanh nữa. Thế Sương, Thái Hậu, đệ đi. Thần tuân chỉ. Đây mà là dương pháp gì? Lẽ nào mạng dân thường không đáng giá vậy sao? Đúng. Nhớ năm xưa huynh để chúng tôi liều mạng cứu thái tử, nay họ lại lấy quán báo ơn. Mọi người mở to mắt ra mà nhìn, đây là kết cục của trung nghĩa sao? Công Tôn tiên sinh, có học trò, phiền ông soạn từ biểu giúp cho bổn phủ. Đại nhân, ngài muốn làm quan không thể nêu cao chính nghĩa giúp dân, quan này không làm cũng được. Bao đại nhân, huynh đệ chúng tôi lo cho đại ca, nói chuyện không kiêng dè, quyết không có ý nhắm vào ngài. Ngài đâu cần, bạch tráng sĩ không cần nói. Bổn phủ không phải vì mấy câu của các vị, mà là có chí khó dùng, đã nản lòng mà thôi.
Bao đại nhân, nếu như ngài từ chức quan vậy chẳng phải đại ca càng chết chắc sao? Từ tráng sĩ, dù bốn phủ không từ chức cũng chưa chắc cứu được Lư Phương. Không, Bao đại nhân, ngài không thể bỏ mặc được. Ngài nhất định phải cứu đại ca ta. Nếu chúng tôi có chỗ nào đắc tội ngài, ngài cứ trừng phạt chúng tôi là được rồi. Bắt chúng tôi phạt roi, làm khổ sai cũng được. Chứ ngài không thể bỏ mặc việc của đại ca. Cầu xin ngài, Bao đại nhân. Từ tráng sĩ, không cần làm vậy, mau đứng dậy đi. Không, nếu Bao đại nhân không đồng ý, Thảo Dân không đứng lên. Mấy người còn ngớ ra làm gì? Mau qua xin Bao đại nhân đi. Bao đại nhân, Bao đại nhân, ngài xem mấy huynh đệ chúng tôi đều cầu xin ngài, ngài làm ơn giúp đỡ, cứu đại ca chúng tôi. Nói sao thì năm xưa đại ca cũng đã từng cứu thái tử, ngài nói có đúng không? Đại nhân, có lẽ Lư Phương còn cách cứu. Việc này nếu như tìm được thái tử, triển hộ vệ có thuộc hạ lập tức vào cung, phải tìm bằng được thái tử trước giờ ngọ. Đi mau, về mau. Thuộc hạ tuân lệnh. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương, Dương nói: cụ không ngại ngàn dặm tới, tất có lợi gì cho nước ta? Mạnh Tử nói: sao phải nói là lợi, là vì nhân nghĩa mà thôi. Lấy nhân nghĩa trị quốc, dân tất thuần phục, dân thuần phục thiên hạ sẽ thái bình, nước nhà tự cường, sao cần phải vì lợi chứ? Có lý, có lý. Triển hộ vệ, thần Triển Chiêu tham kiến thái tử Thiên Tuế. Triển hộ vệ miễn lễ, tạ ơn thái tử Thiên Tuế. Triển hộ vệ, gần đây huynh khỏe không? Thần nhờ phước chủ nay vẫn khỏe mạnh, vậy là tốt. Triển hộ vệ, gần đây ta luôn nhớ tới huynh. Triển Chiêu có tài đức gì mà phiền thái tử lo nghĩ? Triển hộ vệ đừng khách sáo, nào ngồi đi. Triển Chiêu không dám. Ngồi đi. Tạ ơn thái tử. Ta được về triều, nhận lại phụ hoàng, đều nhờ có huynh. Ta luôn ghi khắc chuyện này, luôn mong có ngài báo đáp huynh. Thái tử nặng lời rồi. Đây là bổn phận của thần, xin ngài đừng canh cánh trong lòng. Phải rồi, các thúc thúc, ngũ thử hãm không đảo vẫn khỏe mạnh chứ? Ta cũng rất nhớ họ. Nếu như năm xưa không có họ, lúc này có lẽ đã không có ta. Họ đều là đại ân nhân của ta. Thật mong phụ hoàng ân chuẩn để cho ta đi hãm không đảo thăm họ. Thái tử vẫn còn nhớ chuyện năm xưa thật sao? Sao lại không nhớ? Mẹ ta, không phải, là vì ta từ nhỏ đã kể lại chi tiết mấy chuyện này cho ta nghe, đặc biệt là chuyện Lư Phương thúc thúc cắt bào đoạn nghĩa, nguyện bỏ con cứu ta, khiến ta cảm động nhất. Triển hồi vệ, tại sao huynh thở dài? Lẽ nào ta nói sai sao? Không, không phải. Thái tử có biết bây giờ Lư Phương đang ở đâu không? Không phải ở hãm không đảo sao? Không, trong đại lao phủ Khai Phong. Giờ ngọ ba khắc hôm nay sẽ bị xử trảm. Bây giờ là giờ nào? Đã qua giờ thìn, sắp tới giờ tị rồi. Mau, mau cùng ta đi gặp phụ hoàng. Không, thái tử, là thái hậu hạ chỉ giết chết Lư Phương. Thái tử muốn gặp thì phải đi gặp thái hậu. Khải tấu thái hậu, thái tử Thiên Tuế cầu kiến. Cháu nội ta tới, mau truyền vào. Tuân chỉ. Nô tài đáng chết. Tôn nhi khấu kiến thái hoàng thái hậu thánh an. Mau đứng dậy, đứng dậy đi. Tạ ơn thái hoàng thái hậu. Qua đây. Còn tới đúng lúc.
Aya đang một mình ăn điểm tâm, đang buồn không có bạn, còn cũng ăn đi. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Sao gần đây con không tới Từ Ninh cung thăm ta? Còn có biết Aya rất nhớ con không? Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, gần đây Tôn Nhi bận viết bài, tiên sinh giao cho rất nhiều bài tập, học hoài không hết. Con đã học được những gì? Nói cho Aya nghe xem. Thứ tư, bây giờ vừa học xong Luận Ngữ, bắt đầu học Mạnh Tử rồi. Vậy rất tốt. Mạnh Tử có rất nhiều đạo trị quốc, còn học cho tốt, sau này sẽ có ích. Dạ. Vậy Thái Hoàng Thái Hậu, người cho rằng Mạnh Tử chủ trương dùng nhân nghĩa trị quốc là đúng không? Đúng chứ, sao lại không đúng? Nhân nghĩa trị thiên hạ thuần phục. Đây mới là đạo lý đúng đắn vạn thế, không thể sai được. Nếu nói như vậy, phụ hoàng con cũng dùng nhân chính đại nghĩa trị thiên hạ rồi. Còn nói phải, phụ hoàng con đúng là hoàng đế tốt, thực hành nhân nghĩa, hèn gì chuyện gì? Hèn gì, lúc Tôn Nhi lưu lạc bên ngoài, có bao nhiêu tử sĩ trung thành, vì bảo vệ tính mạng Tôn Nhi, có thể hy sinh bản thân. Quả ra điều gì hoàng thượng cảm chiếu. Đúng rồi, con còn nhớ mấy chuyện đó sao? Ân tình của những người đó, Tôn Nhi mãi mãi không dám quên. Đặc biệt là Lư Phương Thúc Thúc. Ông ấy vì cứu Tôn Nhi, có thể nguyện hy sinh cả con của mình. Đúng là quá đáng quý. Con vừa nói gì? Lư Phương hy sinh con trai để cứu con. Đúng vậy, Lư Phương Thúc Thúc vì cứu con, đã dùng con trai mới sinh một ngày đem đi để gạt đồ thiện đáng ghét kia, xém chút nữa là mất mạng. Thái Hoàng Thái Hậu, Lư Phương Thúc Thúc đã gần 50 mới có một mụn con này. Người nói có phải thúc ấy vĩ đại không? Nội thị, có nô tài. Dương gia đâu? Dương gia đâu rồi? Dương gia đã tới phủ khai phòng chém Lư Phương rồi. Bao chứng tham kiến Dương gia Thiên Tuế. Được rồi, không cần tham kiến. Bây giờ phụng ý chỉ của Thái Hậu giám trảm Lư Phương. Bây giờ đã tới giờ ngọ, ông cho bốn dương mượn đại đường của phủ khai phong dùng tạm. Mời Dương gia. Giờ phải làm sao? Tới giờ triển hộ vệ cũng không có tin gì sao? Vẫn chưa có. Sắp tới giờ ngọ ba khắc rồi, chúng ta không thể ngay ngốc đợi đây, nên nghĩ cách mới phải chứ. Bây giờ cách duy nhất là cướp pháp trường lần nữa. Quyết không thể, trừ khi các người lại muốn đánh Nguyên Cáo thành bị cáo. Lão Tứ, để nhiều trò, để nói đi. Chuyện tới nước này, để còn cách gì chứ? Để thấy, chỉ có thể nghe theo ý trời, xem số phận của đại ca thôi. Công chính liên minh. Dương gia, công đường ở đây, mời Dương gia tự nhiên. Được, thắng đường. Tam bàn nha dịch đã sẵn sàng, Dương gia có thể tự ý thăng đường. Bao chứng, bốn dương tới đây là khách, ông nên sắp xếp ổn thỏa giúp bốn dương mới phải chứ. Dương gia, ý của Thái Hậu, xử trảm Lư Phương không cần tới bao chứng. Nay bao chứng cùng Dương gia tới công đường là đã xong trách nhiệm. Nếu còn can dự vào, chẳng phải làm trái ý của Thái Hậu sao? Chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể làm khó bổn vương? Bổn vương tự làm thăng đường.
Thăng đường. Sao ngươi đứng chỗ này, qua đó? Sao ngươi lại đứng bên này, qua bên kia? Đúng, ta đứng lầm chỗ. Cần gì đó qua đi. Sao lại đứng đây hết? Qua bên kia, nhanh lên. Sao lại qua đó hết? Quay về lại, quay về. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm người quay về. Tại sao không ai hô đường quy? Quy vũ. Quy vũ. Được rồi. Dẫn phạm nhân Lưu Phương vào. Dẫn phạm nhân Lưu Phương vào. Quy vũ. Quy vũ. Quỳ xuống. Không cần phiền phức nữa. Muốn lấy đầu ta, cứ việc lấy. Cẩu đầu đao chờ lệnh. Cái giờ triển chiêu vẫn chưa tới, lo chết được. Không được, không thể đợi nữa. Chúng ta xông vào cứu đại ca. Khoan đã, Từ tráng sĩ, các vị không thể sai càng thêm sai. Dẹp đi, đại ca ta sắp mất mạng, còn quản sai với không sai. Tam ca, sao hả? Đệ cũng muốn cản ta sao? Huynh đừng gấp. Đại ca phước lớn mạng lớn, nhất thời chưa chết được đâu. Dẹp đi. Người đã bị lôi vào công đường còn không chết sao được? Huynh tin đệ đi không sai đâu. Tứ ca, rốt cuộc huynh đang mưu tính điều gì? Ta? Đâu có. Cai đao. Dương gia, bao chứng, ông lại muốn làm gì? Dương gia, thiên đạo vẫn còn, mong Dương gia nghĩ lại. Không có gì để nghĩ nữa, trảm. Chuyện gì vậy? Bẩm Dương gia, đao có vấn đề. Dương gia, đao không xuống được, tất có quan tình. Xin Dương gia thuận ý trời mà suy xét lại. Đao bị hư thì sửa lại là được rồi. Ở đâu ra quan tình? Người đâu? Có. Sửa đao. Sao rồi công tôn tiên sinh? Hành hình nửa chừng đao đột nhiên bị hư. Tứ ca là huynh à? Hảo tiểu tử, hèn chi đệ không lo lắng chút nào. Quá ra đệ có chiêu trò. Được rồi đừng ồn,
Công Tôn tiên sinh, đau hư rồi có phải không cần hành hình không? Không, Dương gia cố chấp muốn chém. Bao đại nhân khuyên nhủ cũng vô ích. Bây giờ đang cho người sửa đao. Theo ông nói như thế, một khi đao sửa xong, đại ca vẫn phải chết. Đúng vậy. Thảm rồi, lần này ta cũng hết cách. Hy vọng cứu binh tới kịp. Còn mèo chết. Lúc đợi hắn tới, lại không thấy bóng dáng. Triển Chiêu, sao rồi? Thái hậu lập tức tới ngay. Đợi đã. Triển Chiêu, huynh có biết Thái hậu sao không? Đừng đợi lúc bảy tới, đại ca ta chết càng nhanh. Đúng đó, là Thái hậu hạ chỉ giết đại ca mà. Lát nữa bà ta tới vẫn muốn giết đại ca. Bao đại nhân dù có hai cái đầu cũng không cản được. Yên tâm, Thái hậu được thái tử khuyên nhủ mà tới. Tới giờ mới biết Lưu Phương là người đã cứu thái tử năm xưa. Nên nói sao Thái hậu cũng cho Lưu Phương một cơ hội thẩm tra công bằng. Tạ ơn trời đất, cuối cùng đại ca cũng được cứu. Nhị ca, cũng đừng mừng vội. Tới giờ vẫn không thấy bóng dáng Thái hậu. Nếu Thái hậu chưa tới mà đao đã sửa xong, ta sợ đại ca vẫn khó thoát cái chết đi. Triển Chiêu, còn không mau vào trong ngăn cản họ. Ta dựa vào đâu? Ý của Thái hậu. Nhưng Thái hậu không hề hạ chỉ. Triển Chiêu, chuyện tới nước này, ngươi không biết giả truyền ý chỉ sao? Giả truyền ý chỉ là tội khi quân. Ta không thể làm vậy. Triển Chiêu, ngươi nói vậy là sao? Đại ca của ta sắp chết tới nơi, lẽ nào ngươi thấy chết không cứu? Từ Khánh, buông ra. Không, ngươi không cứu đại ca ta, ta không tha cho ngươi. Ngươi không thể bắt ta làm chuyện ta không thể làm. Vậy ngươi phải chết cùng đại ca ta. Lão Tam, Tam ca dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Triển Chiêu, rốt cuộc huynh có muốn giúp không? Giúp được ta đã giúp từ lâu. Chuyện khi quân như vậy, thứ lỗi ta không thể làm. Triển gia, ta xin huynh. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ta đời này chưa từng cầu xin ai, càng không thể xuống nước với huynh. Hôm nay vì cứu đại ca ta, ta xin huynh. Bạch huynh, chẳng phải đang làm khó ta sao? Lão Ngũ, Triển Chiêu, huynh muốn ta làm gì cũng được, xem như Bạch Ngọc Đường ta xin lỗi huynh. Tất cả ân oán đúng sai trước đây đều là lỗi của ta. Ta chỉ xin huynh rộng lượng, cứu đại ca của ta. Triển gia, Triển đại gia, người biết lão Ngũ nhà ta trước nay không cúi đầu trước ai. Việc này còn khó hơn giết hắn. Bạch huynh, mau đứng lên đi. Bạch huynh, huynh quả là trang hảo hán. Chỉ với nghĩa khí này, chuyện tài trời hơn ta cũng gánh. Khải bẩm Dương gia, đao đã sửa xong. Tốt. Hành hình. Trảm. Khoan đã. Triển Chiêu, ngươi tới làm gì? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản bổn vương? Bẩm Dương gia, Thái hậu có chỉ, lệnh ngài tạm dừng hành hình. Thái hậu không thể ban chỉ này, bổn vương không tin. Dương gia, Triển Chiêu sao dám giả truyền chỉ, lừa gạt Dương gia? Được, nếu Thái hậu có chỉ, vậy thỉnh chỉ ta xem. Việc này, Dương gia, Thái hậu chỉ có khẩu dụ. Triển Chiêu, nếu không xin được chỉ, bổn vương vẫn phải hành hình. Dương gia cố ý hành hình, rõ ràng là vì oán thù riêng. Giết người phải chết, không có gì để nói. Người đâu? Hành hình. Họ sẽ không nghe ngài. Hành hình. Hành hình.
Thái hậu giá đau. Thần bao chuẩn kiến giá, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân tạ ơn Thái hậu. Tạ ơn Thái hoàng Thái hậu. Các người còn không mau thả Lưu Thúc Thúc, dẹp bỏ cẩu đầu đao đi. Dạ. Lưu Phương Thúc Thúc, Thúc yên tâm, Thái hoàng Thái hậu sẽ làm chủ cho Thúc. Đa tạ Thái tử. Đứng lên, Lưu Phương Thúc Thúc đứng dậy đi. Quốc cửu, Thái hậu, vụ án Lưu Phương còn rất nhiều ẩn tình. Bây giờ Ai Gia lệnh cho Bao Chẩn tra xét lại. Ai Gia và Khanh cùng ngồi nghe, đợi Bao Chẩn tra rõ rồi, mọi việc sẽ xử theo quốc pháp. Thần tuân chỉ. Bao Chẩn, có thần. Phủ Khai Phong giao cho Khanh, thăng đường xử án đi. Thần tuân chỉ. Thái hậu, Thái tử, Dương gia, mời thượng tọa. Dương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ. Có. Thắng đường. Dạ. Thắng đường. Quỳ vũ. Lư Phương. Có Thảo Dân. Quỳ xuống. Dạ. Bốn phủ hỏi người, tại sao ngươi lại giết tiểu Dương gia? Thành thật khai báo. Bẩm Bao đại nhân, Thảo Dân vì cứu Lư Nghĩa con trai bị thương nặng nề, nhất thời lỡ tay ngộ sát tiểu Dương gia. Ngươi nói là tiểu Dương gia cướp con trai đang bị thương nặng của ngươi sao? Đúng vậy, Bao đại nhân. Lư Phương, bổn phủ hỏi người, tại sao tiểu Dương gia cướp con của ngươi? Bẩm Bao đại nhân, vì tiểu Dương gia giết không được Thảo Dân, liền nổi giận cướp con Thảo Dân, mưu đồ hãm hại. Khoan đã. Lư Phương, lúc thì ngươi nói tiểu Dương gia muốn cướp con ngươi, lúc lại nói tiểu Dương gia muốn giết hại ngươi. Chuyện này là thế nào? Ai già nghe đã hồ đồ rồi. Bẩm Thái hậu, chuyện này phải kể từ lúc tiểu Dương Tôn bị bệnh. Được, mau nói đi. Bẩm Thái hậu, Mẫn Tử Khiêm nhạc phụ Thảo Dân là danh y ở thành Lạc Dương. Một hôm tiểu Dương Tôn đột nhiên bị bệnh nguy kịch, phủ Dương gia phái quản gia Lý Thức tới xin khám bệnh. Khi đó vì nhạc phụ có bệnh nhân sắp chết chờ chữa không thể đi được, tiểu Dương gia lại tự ỷ thân phận không chịu đưa tiểu Dương Tôn tới cứu chữa. Vì vậy để chậm trễ chẳng may mất mạng. Quốc cửu, Thái hậu, tại sao Ngọc Hầu lại có bản tính đó chứ? Vậy chuyện này Di Thần cũng không biết. Lề thói của con quan đúng là không chấp nhận được. Lư Phương, nói tiếp đi. Dạ. Sau khi tiểu Dương Tôn yểu mệnh,
Tiểu Dương gia trút giận lên nhạc phụ, gây áp lực với tri huyện Lạc Dương, xử trảm nhạc phụ. Hơn nữa còn cưỡng ép Mẫn Nhu Nhu về làm vợ, còn giết Mẫn Tú Tú, thê tử của Thảo Dân. Thảo Dân vì cứu Nhu Nhu, chẳng may bị Tiểu Dương gia bắt, giải tới quyện nha, đánh Thảo Dân thành tử tội. Ngài hành hình, nghĩa đệ Thảo Dân kịp thời trình anh hùng mãn do thánh thượng ban cho, Thảo Dân mới may mắn thoát chết. Không ngờ Tiểu Dương gia vẫn không cam tâm, lập tức cho mai phục gia tướng, bắn mưa tên giết Thảo Dân. Vì vậy đã khiến con trai của Thảo Dân bị thương nặng. Đủ rồi, không cần nói nữa. Quốc cửu, Dương gia có thần, người nghe đi. Ngọc Hầu ỷ thế hiếp người, làm càng làm bậy, này nó gặp hậu quả này, vốn là tội đáng phải chịu. Người dùng túng con trai, chẳng những không biết hối cải, còn muốn ai gia tiếp tay làm ác, giết người vô tội giúp ngươi. Người, người đúng là cha nào con nấy mà. Thái hậu, quả thật di thần không biết Ngọc Hầu lại ngỗ nghịch tới như thế. Còn người ngỗ nghịch là người ta đáng chết sao? Thái hậu bớt giận, di thần biết tội. Bây giờ ngươi biết tội rồi, nếu không nhờ thái tử nói với ai gia, Lưu Phương và mấy huynh đệ năm xưa đã nghĩa hiệp cứu giúp thái tử ra sao? Bây giờ ai gia đã thành kẻ bất nghĩa, lấy quán báo ân rồi. Di thần đáng chết, di thần biết tội. Nếu không nể tình ngươi tuổi đã cao, lại già còn mất con, ai gia quyết không tha ngươi. Đứng lên đi, tạ ơn thái hậu. Bao chứng có thần, chuyện này không phải lỗi của Lưu Phương, khanh cứ xử nhẹ, phán hắn vô tội thả đi. Thần tuân chỉ. Nội thị có. Khởi giá hồi cung. Tuân chỉ. Thái hậu khởi giá. Lưu Phương thúc thúc, ta phải cùng Thái Hoàng Thái Hậu về cung trước rồi. Một thời gian nữa ta sẽ đi Hãm Không Đảo tìm các thúc chơi. Được. Lưu Phương khấu tạ thái tử, khấu tạ thái hậu. Đứng lên đi, mau đứng lên đi. Lưu Phương thúc thúc, đứng lên. Người còn đứng đây làm gì? Còn không mau theo ai gia về. Thần tuân chỉ. Di thần cung tiễn thái hậu. Lưu tráng sĩ, người vô tội được thả. Thảo Dân khấu tạ bao đại nhân. Lưu tráng sĩ mau đứng dậy, tạ ơn bao đại nhân, tạ ơn bao đại nhân. Phủ Khai Phong, đại ca chúc mừng. Ta đã nói đại ca nhất định không sao mà, các ngươi còn không tin ta. Huynh chỉ giỏi xong việc rồi mới ba qua. Đại ca, huynh xem ai tới kìa. Cha, Nghĩa Nhi, Nghĩa Nhi. Cha, cha, vết thương con lành chưa? Lành rồi. Là gì đã chữa cho con? Tỷ phu, Nhu Nhu, huynh không sao chứ? Không sao rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nhà, muội không còn nhà nữa rồi. Nói bậy, nhà tỷ phu chính là nhà muội. Chúng ta về Hãm Không Đảo. Đi.
Mấy đệ còn ngớ ra làm gì, đi thôi. Đại ca,